giả bộ khóc quá nè. Em bố khóc luôn. Ồ. Bộ khóc gì hả? Sao trốn gì đó rồi? Đứng lên, đứng lên, đứng lên nè. Đứng lên làm lại cho mẹ coi coi, mẹ quay phim lại coi. Đâu con giả bộ khóc sao đâu? Xấu quá, xấu luôn. Mới mới lớn mà biết hết rồi. Cười lên đi, không giả bộ khóc nữa, cười. Làm gì trốn gì đó? Thầy giả bộ khóc cái nữa coi. Nhắm mặt lại kìa, nha, nhắm mắt lại rồi, nhắm mắt lại luôn. Nhắm mắt lại luôn kìa, giả bộ khóc nhắm mắt lại. Diễn sâu à, diễn sâu à, diễn viên nhí à. Rồi thôi xả dài đi, thôi đừng diễn nữa, vui lên nhảy lên. Dạ bộ khóc bây giờ khóc thiệt à, thiệt à hả? Gên gên hay à, đồ xấu quá. Làm lại cái coi, nhăn mặt lên cái coi, nhắm mắt lại cái coi. Đồ thôi được không ạ, được rồi, thôi được rồi, thôi nhiêu thôi, nhiêu thôi, tắt nha. 1 2 3 bơm hít thở, hít thở, hít thở. 1 thế giới cao lên trời. 2 tay âm ngang bờ vai. 3 tay song song trước mặt. 4 buông cả hai tay. Ồ, gái mà nghe nhạc lại giật cái bụng à. Nè nè nè, cô dạy em bài thể dục buổi sáng, giật nhạc vô cho người là phải giật vậy đó. Cô dạy em bài thể dục buổi sáng. 1 2 3 4 giật. Tao giật làm sao đâu, giật cái bụng á, giật. Ồ, nghe nhạc mới giật phải không? Cháu lên ba, cháu đi mau giao, cô thương cháu vì cháu không khóc nhẹ, không khóc nhẹ để mẹ trông cây chắc. Nè, bây giờ vừa bú nè, vừa bú vừa nghe nhạc coi cảm giác như thế nào nha. À, ồ, giật, tôi có bụng, quá. Con cò bé bé, nó đậu cành tre, đi không hỏi mẹ, biết đi đường nào. Không giật nó hả? Con cò bé bé, nó đậu cành tre. Rồi, không thích bài này à. Cô dạy em nè. Nè. Cô dạy em bài thể dục buổi sáng. 1 2 3 bông hít thở giật cái bụng á. Cô dạy na bài thể dục buổi sáng. 1 2 3 bông giật nó mặt rồi. Thầy giả bộ khóc làm sao? Giả bộ khóc cho mẹ coi coi. Giả bộ khóc gì đó, nhắm mắt lại. Giả bộ khóc đi, giả bộ khóc cho mẹ coi cái coi. Giả bộ khóc rồi gì đó, nhắm mắt lại khóc á, nhớ không? Rồi quên rồi. Bây giờ về giật nhĩ nhạc nè, nhĩ nhạc này. Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba, cái mặt giống ba. Ráng tôi nữa được liền gì? Được lên đi. Rồi bỏ cuộc. Nó dị quá ba, chèo lên ra. Chèo lên. Cười. Ba, đây con. Ba mà. Bác qua đây. Lấy đi. Nè chèo lên, nó dị quá ba đây con. Sao đi đâu vậy? Sao đóng cửa lại rồi? Rồi nhốt bà nội ngoài rồi. Sao đóng cửa lại? Chèo lên nè. Chèo lên kìa. Lên thử kìa. Lên thử bác ba. Lên đi. Chèo lên con. Cho đi. Cho điện thoại đi. Cho điện thoại đó. Cho đó. Lấy đi. Cho con đó. Chèo lên. Chèo lên. Rồi bé xuống ngoài đi. Đi ngồi vậy. Đứng lên. Ngồi vậy. Nó mệt đó nên. Dạ. Nó chèo lên. Đây quay cho mẹ. Chèo lên đi con. Chèo lên đấy rồi con. Mạnh lên. Đuối rồi, anh nãy giờ mấy lần đuối.
Cái bụng nó mọi người. Rồi lên lên đi con, lên đi. Lên đi. Chưa, chưa đâu, bỏ con. Chưa đâu, dữ vậy. Ta nghĩ mọi người mệt thôi. Ráng đi. Nghĩ mệt thôi. Lên lên, mạnh lên. Lên lấy cho ba người lên nè. Lên được rồi. Ồ, tụt xuống hả? Được. Thở hì hì nha. Thở hì hì nha. Chào nó giường luôn, chào nó giường luôn. Nè, nào. Nè, nè, nè. Kìa. Kìa. Kìa, lên lấy bên tả kìa. Thở đi. Tí nè. Khí cường. Ồ, khí cường. Nè, nói sao nó lại với ba nghe coi. Nó cái gì hả? Là cái gì? Hả? Hả? Nó lại coi. Con Minh nó muốn nói gì vậy? Hả? Nè, nhìn ba nó nói nè. Đang làm gì không? Đang làm gì hả? Nói sao? Nói sao? Nói nghe lại ba nghe coi. Nè. Sao? Đứng vô đó. Đứng vô đó nó chuyển qua nè. Sao? Nói gì hả? Cái bích xí là cái gì? Hả? Nói gì hay là nói tiếng Anh vậy? Hay là nói tiếng Miên? Tiếng Thái? Nói sao? Nói sao? Nè. Nói nói ba nghe coi. Nè, học tiếng gì hả? Nói gì nói ba lại nè. 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 Đồ ngớ bỏ nó nói chi vậy? Hả? Bỏ chi? Nói gì con? Nói sao? Nói gì? Nói sao? Nè. Nó sổ tiếng cho ba nghe coi. Hả? Biết nói chuyện rồi phải không? Mà nói gì? Nói đi. Nói gì? Nó lại coi nè, nó lại ba nghe coi nè, nói lại nó sao, đừng có nhắn lại, đừng nhắn mà nói sao, nói sao, nói đi hẹt đó chưa. Yeah. Ghê đi nè, nói lại cho ba nè, nói đàng hoàng lại, nhớ đàng hoàng lại, nói sao là cái gì hả? Nó chụp sao là gì hả? Không có nào gì được hả? Nhìn đi nè, nói đi, nó nữa nè, nói gì? Đừng phá nội, đừng có nội ấy mà xe hả? Nè, nói ra đây nghe ơi. Gì vậy? Hả? Gì vậy? Nói sao lận, nói sao vậy hả? Nè, nói bạn nghe, đừng có vô đó ẹ vừa. Nè, ngồi lên. Sao? Nói gì hả? Hả? Tập bà vú là gì? Ô leo là hả? Sao có chuyện té đó nha? Sao? Nói sao? Nói bạn ơi. Hả? Nói sao? Nói đi. Nói sao? Nói sao? Biết nói chuyện rồi nói đi đàng hoàng, đừng ngậm nói dơ vậy. Sao nói sao đi, nói đói bụng nói sao, đói bụng nói sao, đói bụng nói sao, đói bụng con nói sao, dính miệng à, tụi bà ấy dính miệng nói đói bụng nói sao, muốn uống nước nói sao, uống nước nói sao hả, uống nước con nói sao, nói đi hả, muốn uống không hả, muốn uống không, nói ba nghe coi. Đồ gật đầu hả? Gật đầu lên xuống nè, cho ba chú uống nước nè. Nói đi, nói ba chú uống nước. Nói đi. Ừ. Nói đi. Nói đi. Cái bình nước đó. Đúng đi. Xuống uống nước làm sao? Nè, nói ba nghe đi, uống nước làm sao? Bình chú. Bình chú là cái gì? Hả? Nói đi.
Hả? Nói sao? Ừ, ừ. Là nói chuyện với ba nè. Nói chuyện với ba nè. Nói đây. Nó đàng hoàng lại. Nói sao? Bà chà bà chì là gì? Hả? Hả? Có chuyện té đó nha. Ừ, ba không xuống không? À, dính xuống nè. Hả? Ồ, ồ, đứng lên. Ôm lên nè. Ồ. Đừng leo nữa. Sao? Nói đi. Biết nói chuyện này nói đi chứ. Nè nói đi bông bông phim nè. Nè. Nói lên. Nói đi. Sao? Nói đàng hoàng đi. Nói sao? Nói sao? Hả? Bông quay căng mặt nè. Nói lên đi. Chuyện té đó. Ừ, té đó. Nói sao? Nói nha, làm sao? Nói nghe coi. Ừ, té đó. Nói sao? Nói cho bà nội nghe đi. Nè. Chụp bà chi đi. Nói sao? Ô, đừng ấy, dữ vậy. Nhà mới lớn biết sức lấu sành à. Sức kem à. Sức kem à kìa. Cái tay dính rồi, sức vô giò vậy. Sức đây, sức gì ra? Sức kem gì đó. Sức trên mặt không? Biết sức mặt không? Gì hả? Tụ, này bà hớt quá sức rồi. Rồi đi rồi. Cái giò dính một bọt. Này, nè nó nguy hiểm quá vậy. Nãy sáng giờ nó leo trèo mấy lần. Bây giờ quay lại cho quý vị xem nè. Cao thủ leo tuồng nè. Đó, từ đó mất cái hồi nãy ba nó đi bộ mà nó leo lên leo lưng đứng lên đó đó rồi nó đứng lên kìa cái xe để gần cái hàng rào đó nãy vậy đó, đó. Ừ. Gái mà leo trèo không nhiều như vậy chị thấy không đó, mẹ nó coi nó leo như thế nào bây giờ tường thực là bây giờ vậy đó chưa ra ngoài được rồi đó chưa đó vậy đó vậy nãy nó tụt xuống mình đứng đằng kia không để ý ồ nó tụt rồi, xuống rồi ồ giờ đi ra lái xe chơi luôn rồi giữ không rồi ôi nguy hiểm vô cùng rồi quý vị cái thùng này nó đứng lên nó dối ra nè xe nè rồi bây giờ ấy nè được chưa con ăn chưa nhìn nè có dữ chèo vô được không chèo vô được không chèo vô chùa được không chắc ra ngoài dễ gì vô. Ừ. Ra ngoài mừng. Tôi khoái ngoài mà vô cái gì. Ừ. Kẻ thủ ra đứng xe nè. Ôi mà không dính không buông không mấy tay nữa nè. Bởi vì còn dúng nữa kìa. Ồ cái này dữ quá. Dữ. Gái dữ số 1 rồi. Thì đứng nữa cái gì không? Ồ gái à. Dính nó anh nó bò nó té. Ừ, con gái mà vậy đó. Gái leo trèo nè. Ồ, quá rồi nha. Cười nữa. Cháu nội ai mà dữ dội nha. Ừ. Nó cười không nội. Ồ, không có dính là không dính tay nè. Ồ. Ồ. Đứng cùng kênh thì qua coi phim nữa rồi. Có vậy. Chết cơ mày. Quá cỡ cho mày. Quá vậy. Quá. Con gái mà vậy đó. Con gái mà vậy đó. Ồ, mình dúng dúng nữa kìa. Ồ. Ồ đi, trả xuống đi. Mặt này. Trời ơi, nó dịnh. Anh đã đặt đầu đó. Gái lâu trèo đồ. Ôi vô. Nguy hiểm vô cùng quá vậy. Dạ. Ồ. 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 Phát rồi. Được chưa? Đó, thấy con anh chưa? Giờ đó chèo không có thùng quá làm sao? Bây giờ không có thùng này leo được không? Đưa giò lên á. Không được rồi anh. Từ, không có thùng cũng leo ra được. Nói thật á. Từ từ, ông nội không nói từ từ rồi. Không có nhốt ra được đâu. Về bỏ giò lên kìa. Trời ơi, giò lên bây giờ. Con gái mà thủ cái giò nhiều quá vậy ơi. Gái mà thủ cái giò nhiều quá vậy ơi. Kìa nhìn nè. Con gái đó chứ không phải con trai đâu.
kiếm mà nó kiếm nó coi có cổ da đi. Sư phụ ngủ gì vậy? Dạ, ba đã ngồi đó mà nó ba không nhìn nó là nó leo như này. Chăm chỉ lắm mà đứng trên xe banh gì cũng dùng sức lực gì lắm mà. Cái bà nằm đôi cái đúng nhưng mà sao nó ra đây tức quá mà. Cái bà nằm đôi cái dục mà rồi sao con leo ra cho luôn chỗ không cần luôn. Không cần luôn. Giờ đi tìm đồ ngoài. Tìm đồ ngoài nó leo. Nãy ba nhốt con chuồng ba ngồi ở đây cái ba không nhìn cái con tự động con leo ra vậy hả? Bây giờ còn đồ gì nó leo nữa không? Thôi dục rồi thôi. Tức quá. Rồi ra ngoài sao đâu? Ra ngoài coi. Mẹ ốm rồi, đuổi. Này, cái này trống lỏng không có nào. Ra, từ từ. Dùm hang từ từ. Ồ, ngồi sao nữa? Con tụ xuống từ đây, tụ xuống. Vô chuồng. Sợ. Sợ. Không chắc ăn. Nè, thấy bánh nè. Rồi, nằm lại coi. Ừ, cái bông, chạy đi rồi. Bồng bền mà nhớ. Lũng rồi. Lũng rồi con. Ngon. Lũng rồi. Đấy, đàng hoàng á. Kém cơ đàng hoàng con. Dữ dằn hả? Đó, vậy đó. Mày khó vậy đó. Mà bường lên. Mập mơ kìa. Rồi, ra luôn. Ra luôn. À. Con nhớ ra đang sợ hay sợ hả? Không sợ, mẹ đứng đây mẹ chụp nè, không sợ. Đi ra đi, cho ra đó ra đi. Sáng sau ra được rồi. Nói gì vậy? Ừ, ra đi mẹ dịnh cho ra. Rồi leo ra đi. Sao sáng con tự ra được đó. Không ai hay hết trơn. Không giống ra kìa mẹ không. Thôi tự chèo ra đi. Tự ra đi con. Tự ra thôi sao? Sáng nay con ra hay hay quá vậy. Bây giờ thì sao? Để vô cạnh góc đó, dễ đứng kèo đó. Cố lên. Để vô con. Ừ. Mới. Rồi đây, đây nè. Con nằm rồi. Qua luôn. Đi qua luôn. Qua luôn. Dính tay lại. Dính tay lại. Ừ, đúng rồi. Này quá. Rồi vô làm lại đây. Vô làm lại. Vô làm lại. À, ấm vô, ấm vô làm lại cái ai? Làm lại, mang vô làm lại. Ngu sao, ngu sao rồi. Đâu có ngu, mày bị nhốt vô nữa sao? Thôi, muốn thôi, lại sẽ ăn cơm. Tao có nói gì? Nói gì? Nói gì? Ủa, dù mới nói gì, nó ba nghe coi. Trăm ba chá hả? Hả? Nói gì? Quay ra coi. Nói gì? Ừ thế nè. Dạ, nói đi. Ba. Ba kìa. Cho bú. Cho bú, ba đâu không cho bú kìa. Kỳ cục quá. Rồi nói lại đi con, nói lại đi. Nói lại đi, sao? Đâu có, mẹ đâu có làm gì đâu. Rồi nói đi, nói đi. Nói sao, cho bú đi.